À, tôi xin được trình bày bài báo cáo của mình ạ. Bài báo cáo của tôi hôm nay là bài về dữ liệu cập nhật điều trị nội khoa ung thư phổi cho đến hiện tại. Phải nói rằng từ đầu năm 24 đến nay thì có rất là nhiều những cái cập nhật về cái điều trị ung thư phổi. Tuy nhiên với cái khung thời gian có hạn nên tôi chỉ trình bày một số những cái nghiên cứu tiêu biểu. Trong đó thì cái ung thư phổi có hai cái nhóm lớn, đó là ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi không tế bào nhỏ. Đối với nhóm ung thư phổi tế bào nhỏ thì phải nói đến cái nghiên cứu Adriatic. Đây là một nghiên cứu điều trị Durvalumab củng cố cho cái nhóm ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú. Đây là một nghiên cứu pha 3 ngẫu nhiên mù đôi có đối chứng có tính chất quốc tế trên đa trung tâm với tiêu chí lựa chọn bệnh nhân là những bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú, giai đoạn 3 hoặc là giai đoạn 1, 2 không mổ được. Bệnh nhân đã được xạ trị, hóa xạ trị và không có tiến triển bệnh. Thể trạng bệnh nhân còn tốt và những cái bệnh nhân có điều trị xạ trị dự phòng não cũng được cho phép đưa vào nghiên cứu. Hóa xạ trị ở đây thì bao gồm việc điều trị hóa trị với 4 chu kỳ có platinum kết hợp với etoposide. Xạ trị thì là 60 đến 66 gray mỗi lần một ngày trong vòng khoảng 6 tuần, hoặc là xạ trị phân liều 2 lần một ngày khoảng 45 gray trong vòng. Việc điều trị xạ trị bắt buộc phải bắt đầu không muộn hơn sau khi kết thúc chu kỳ thứ 2 của hóa trị. Có tổng số 730 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu, phân làm 3 nhóm ngẫu nhiên. Nhóm thứ nhất là dùng Durvalumab với liều 1.500mg 4 tuần một lần. Nhóm thứ hai là dùng placebo. Và nhóm thứ ba là điều trị bằng Durvalumab kết hợp với Tremelimumab. Việc điều trị kéo dài cho đến khi bệnh tiến triển hoặc là độc tính không chấp nhận được, hoặc là tối đa đủ 24 tháng. Với cái tiêu chí chính ở đây là so sánh OS và PFS của cái nhóm Durvalumab so với giả dược. Đây là đặc điểm bệnh nhân. Những cái đặc điểm bệnh nhân là những cái yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Với cái bảng ở trên thấy rằng trên tất cả các cái đặc điểm này ở hai phân nhóm Durvalumab và placebo thì tương tự nhau. Cụ thể là với cái giai đoạn 3 ở cả hai nhóm Durvalumab và placebo đều là chiếm cái phần lớn tới 87%. Giai đoạn 1, giai đoạn 2 chỉ chiếm nhỏ hơn khoảng tầm 12%. Cái tỷ lệ dự phòng tia xạ dự phòng não ở cả hai nhóm cũng khoảng tầm 53,8%. Kết quả cho thấy về sống thêm không bệnh tiến triển ở cái nhóm Durvalumab trung bình là 16,6 tháng, cao hơn nhóm placebo chỉ đạt 9,92 tháng, và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Durvalumab cũng làm giảm cái tỷ lệ tiến triển tới 24%. Còn đánh giá về sống còn toàn bộ trên cái nhóm dùng Durvalumab thì kéo dài tới 55,9 tháng, vượt trội hơn hẳn so với nhóm placebo chỉ là 33,4 tháng. Như vậy là Durvalumab giúp kéo dài chỉ số tuyệt đối về sống thêm cho bệnh nhân tới khoảng 22 tháng. Đây là một con số rất là ý nghĩa và sự khác biệt đấy rất là có ý nghĩa thống kê. Khi phân tích trên những cái phân nhóm khác nhau thì thấy rằng ở hầu hết tất cả các phân nhóm về độ tuổi, giới tính hay là chủng tộc cũng như thể trạng bệnh nhân, rồi giai đoạn bệnh và cái thể thức kết hợp hóa xạ trị cũng như các phác đồ hóa xạ trị và cái tình trạng đáp ứng sau hóa xạ trị thì đều không ảnh hưởng nhiều mà đều có cái lợi ích rất là rõ ràng khi mình dùng điều trị bằng Durvalumab. Trên sống còn toàn bộ ở các phân nhóm cũng vậy, thấy rằng là Durvalumab được cái lợi ích rõ ràng hơn so với nhóm placebo. Còn đối với cái phân nhóm thứ hai, đó là ung thư phổi không tế bào nhỏ thì sao? Trên cái giai đoạn sớm, chúng ta phải nói đến cái nghiên cứu ANINA. Đây là một nghiên cứu trên cái ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến ALK sau phẫu thuật. Thì người ta sẽ so sánh việc điều trị hóa trị bổ trợ chuẩn hiện tại với cả một cái thuốc mới, đó là alectinib. Thiết kế nghiên cứu ở đây là gì? Những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến ALK giai đoạn từ 1B cho đến 3A với cái đường kính của đoạn 1B là phải lớn bằng 4 cm, và sau khi được phẫu thuật
bệnh nhân thì có cái thể trạng tốt và đủ tiêu chuẩn để điều trị phác đồ hóa trị cộng platinum với những chức năng cơ quan cho phép điều trị hóa trị, và bệnh nhân cũng chưa được điều trị hệ thống trước đó. Tổng số bệnh nhân là 257 bệnh nhân, được chia làm hai nhóm ngẫu nhiên. Một nhóm dùng hóa trị chuẩn là phác đồ cộng platinum với 4 chu kỳ, và nhóm thứ hai là dùng alectinib với cái liều 600mg 2 lần mỗi ngày trong vòng 2 năm. Mục tiêu chính ở đây đó là đánh giá cái thời gian sống thêm bệnh không tiến triển, đánh giá sống thêm không tái phát. Thì kết quả cho thấy trên dân số chung thì cái DFS ở các cái nhóm mà dùng hóa trị tại thời điểm 3 năm là chỉ có 54% bệnh không tái phát, nhưng mà ở cái nhóm dùng alectinib thì đến 88,7% là vẫn chưa tái phát. Sự khác biệt này rất là có ý nghĩa thống kê, và alectinib đã làm giảm tới 76% nguy cơ tiến triển bệnh so với việc mình dùng hóa trị. Còn đối với việc đánh giá cái sự tái phát tại hệ thần kinh trung ương thì alectinib cũng thể hiện sự vượt trội với cái thời gian tại thời điểm 3 năm là 95,5% là chưa tái phát tại thần kinh trung ương, trong khi đó hóa trị thì chỉ có 79,7% thôi. Như vậy rõ ràng là đối với cái ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến ALK giai đoạn 1B đến 3A mà sau phẫu thuật thì cái việc điều trị hóa trị điều trị alectinib đã cho cái lợi ích vượt trội hơn so với hóa trị ở cái chỉ khi xếp về cái chỉ tiêu về sống thêm bệnh không tái phát cũng như sống thêm bệnh không tái phát trên hệ thần kinh trung ương. Đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ sau phẫu thuật thì cái chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe được xem là rất là quan trọng. Phân tích từ nghiên cứu ANINA cho thấy rằng khi sử dụng alectinib, chất lượng cuộc sống thì được cải thiện sớm cả về thể chất và tinh thần, duy trì trong 2 năm điều trị và đạt được mức tương đương với quần thể nói chung. Còn đối với hóa trị thì bệnh nhân không có cái sự cải thiện nào tính đến cái thời điểm thứ 12, tuần thứ 12, và sức khỏe tổng quát thì bị suy giảm. Sau khi dừng hóa trị thì chất lượng cuộc sống mới được cải thiện. Và alectinib thì cải thiện chất lượng cuộc sống cách rõ rệt so với hóa trị liệu trong vòng 12 tuần đầu tiên. Như vậy là cùng với cái lợi ích kéo dài thời gian sống không bị tái phát DFS trong cái nghiên cứu ANINA thì cái kết quả cải thiện chất lượng cuộc sống càng ủng hộ thêm cái việc bổ trợ alectinib như một liệu pháp điều trị mới đối với nhóm ung thư phổi không tế bào nhỏ sau phẫu thuật mà có đột biến ALK. Còn đối với cái giai đoạn 3 không mổ được thì sao? Cái nghiên cứu NORA, đây là một nghiên cứu pha 3 trên cái nhóm bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFA và ở giai đoạn 3 không mổ được. Bệnh nhân sau khi trải qua hóa xạ trị và đánh giá là không tiến triển bệnh với cái thể trạng tốt từ 0 đến 1 và đột biến EGFA thì đột biến ở exon đột đeo 19 hoặc L858R. Và cái thời gian người ta từ khi dừng hóa xạ trị cho đến khi đưa vào nghiên cứu tối đa là chỉ được 6 tuần thôi. Với tổng số đây là 216 bệnh nhân được chia làm hai nhóm. Một nhóm thì dùng chúng ta sẽ điều trị củng cố bằng osimertinib 80mg mỗi lần một ngày. Và một nhóm thứ hai là chúng ta dùng placebo, tức là chỉ theo dõi. Với cái kết quả để đánh giá đây mục tiêu chính đó là đánh giá BFS. Được đánh giá bởi một tổ chức nghiên cứu độc lập theo cái tiêu chuẩn RECIST 1.1. Đặc điểm bệnh nhân ở đây về tất cả những cái yếu tố có thể ảnh hưởng đến cái kết quả của nghiên cứu thì thấy rằng ở hai nhóm osimertinib hay nhóm thả dược thì đều là khá tương đồng nhau. Trong đó thì các cái phân nhóm giai đoạn 3A, 3B, 3C ở cả hai phân nhóm thì cũng đều là tương đồng. Kết quả cho thấy về sống còn bệnh không tiến triển ở cái nhóm mà dùng osimertinib tận 39,1 tháng, trong khi đó giả dược chỉ 5,6 tháng, và B đây là nhỏ 0,001. Như vậy rõ ràng là dùng osimertinib chúng ta có cái thời gian sống thêm bệnh không tiến triển cao gấp gần 7 lần so với giả dược, tức là 39 tháng so với 5,6 tháng với HR bằng 0,16. Như vậy rõ ràng là osimertinib làm cải thiện, giúp làm chậm, làm giảm cái nguy cơ tiến triển bệnh tới 84%, một con số rất là cao.
Khi đánh giá trên các phân nhóm khác nhau thì cái thời gian sống thêm miễn không tiến triển đều nghiêng hẳn về cái nhóm dùng osimertinib như cái hình ở trên ạ. Về tính cả độ tuổi, rồi giới tính, chủng tộc, tình trạng hút thuốc hay không, cũng như giai đoạn 3A hay 3B, 3C, rồi loại đột biến gen XDEL19 hoặc N8MR, cũng như cái tình trạng mình dùng hóa trị trước đó là tuần tự hay là đồng thời, và cũng như cái đáp ứng xong hóa xạ trị là có hoàn toàn hay một phần hay bệnh ổn định, thì đều hưởng lợi rất là tốt khi mình dùng osimertinib so với cả mình chỉ điều trị, chỉ theo dõi đơn thuần. Về cái đánh giá đáp ứng khối u, đánh giá khối u sau khi hóa xạ trị thì cái thời gian duy trì đáp ứng ở cái nhóm theo dõi, tức là nhóm dùng placebo chỉ là 6,5 tháng, trong khi dùng osimertinib thì cái thời gian duy trì đáp ứng lên tới 36,9 tháng. Khi mà bệnh tiến triển thì người ta sẽ nghiên cứu những cái trường hợp tiến triển có thể tiến triển tại chỗ hoặc là tiến triển do xuất hiện những cái tổn thương mới, thì ở đây thấy rằng cái nhóm dùng osimertinib chỉ có tới 22% xuất hiện tổn thương mới, trong khi đó thì nhóm placebo tới 68% xuất hiện tổn thương mới, tức là di căn, và đặc biệt là cái di căn não ở cái nhóm placebo rất là cao tới 29%, trong khi mình dùng osimertinib thì tỷ lệ xuất hiện tổn thương di căn não chỉ là 8%. Về những cái tác dụng không mong muốn thì thấy rằng là sau hóa xạ trị thì việc dùng osimertinib hoặc là giả dược thì chủ yếu tác dụng không mong muốn đây, bất lợi đây chủ yếu là tình trạng viêm phổi sau xạ trị. Còn những cái tác dụng phụ của khác thì hầu hết là ở cái mức độ nhẹ và có thể kiểm soát được. Đối với cái giai đoạn tái phát di căn thì sao? Trong này chúng ta sẽ tập trung vào một số những cái đột biến gen như đột biến EGFA, ARK hoặc là KRAS. Đối với cái đột biến EGFA thì có một cái nghiên cứu Mariposa, đây là một cái nghiên cứu so sánh giữa việc dùng osimertinib và cái dùng cái thuốc lazertinib đối với cái nhóm mà có đột biến EGFA chưa điều trị trước đó. Với cái tiêu chuẩn lựa chọn ở đây là gì? Là những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ, tiến triển hoặc di căn, chưa được điều trị trước đó và có đột biến tại XDEL19 hoặc L858R, thể trạng tốt. Chia làm 3 nhóm, một nhóm dùng osimertinib, nhóm thứ hai dùng một cái thuốc ức chế TKI thế hệ 3 khác, đó là lazertinib, và một nhóm tiếp theo là dùng kết hợp lazertinib với amivantanab. Thì kết quả cho thấy rằng khi ta so sánh, khi mà mình kết hợp hai thuốc amivantanab với lazertinib thì cái thời gian sống thêm miễn không tiến triển là 23,7 tháng, so với osimertinib thì có 16,6 tháng với p nhỏ hơn 0,001. Như vậy rõ ràng là cái việc điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển trước đây thì việc thấy rằng osimertinib mà có đột biến EGFA thì dùng osimertinib đã cho cái sự cải thiện rất là tốt, nhưng mà bây giờ thì người ta đã thêm một cái nghiên cứu cho thấy là việc sử dụng cái amivantanab với lazertinib là còn cải thiện hơn nữa. Đây là một cái tín hiệu mừng đối với những ung thư phổi không tế bào nhỏ đột biến EGFA. Tuy nhiên là cái thuốc này thì hiện chưa có ở Việt Nam. Còn với cái đột biến ARK thì cái nghiên cứu CROWN là một cái nghiên cứu so sánh giữa hai thuốc lonatinib với crizotinib trên những cái bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ mà có đột biến ARK. Với tiêu chí ở đây là những bệnh nhân ở giai đoạn 3B hoặc giai đoạn 4 có đột biến ARK và chưa được điều trị toàn thân trước đó, đối với trường hợp di căn, thể trạng từ 0 đến 2 và với cái tổn thương não thì không có triệu chứng hoặc là đã được điều trị. Trong đó thì ít nhất phải có một cái tổn thương ngoài sọ não và có thể đo đếm được theo tiêu chuẩn RECIST và chưa được xạ trị trước đó. Thì được đưa vào nghiên cứu chia làm hai nhóm ngẫu nhiên. Một nhóm là dùng crizotinib liều 250mg 2 lần mỗi ngày, có khoảng 147 bệnh nhân trong nhóm này. Và nhóm thứ hai là khoảng 149 bệnh nhân dùng lonatinib với liều 100mg mỗi lần một ngày. Thì với mục tiêu chính ở đây là đánh giá cái BFS bởi một cái trung tâm nghiên cứu độc lập.
Thì sau một thời gian theo dõi 5 năm, tức là rất là dài, với giai đoạn muộn, thì cái BFS trung vị ở nhóm nonatinib thì vẫn chưa đạt được, tức là dài. Và đây là một cái BFS dài nhất từng được báo cáo trong cái giai đoạn ung thư phổi giai đoạn tiến xa. Cụ thể người ta nghiên cứu tại thời điểm 5 năm thì cái tỷ lệ bị sống thêm bị không tiến triển ở nhóm lonatinib lên đến 60%. Trong khi đó cái nhóm crizotinib chỉ có 8,8% thôi. Và cùng với cái việc kéo dài cái đáp ứng trên hệ thần kinh trung ương và không có đồng tình mới, thì những cái kết quả này cho thấy cái sự cải thiện chưa từng có về kết quả đối với những cái bệnh nhân ung thư phổi không có tế bào nhỏ tiến triển mà có ALK dương tính. Còn đối với những bệnh nhân có đột biến KRAS tại điểm G12C thì sao? Đây là một nghiên cứu Crystal 12, một nghiên cứu pha 3 đánh giá những cái bệnh nhân ung thư phổi không có tế bào nhỏ tiến triển hoặc di căn đã được điều trị trước đó. Thì người ta sẽ so sánh việc dùng hóa trị docetaxel với một cái thuốc adagrasib, một cái thuốc nhắm vào cái đột biến KRAS. Với cái tiêu chí lựa chọn bệnh nhân ở đây là những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển hoặc di căn có đột biến KRAS điểm G12C. Bệnh nhân đã được điều trị trước đó bằng hóa trị có platinum và điều trị miễn dịch. Với cái thể trạng bệnh nhân còn tốt và tình trạng di căn não thì ổn định. Bệnh nhân tổng số nghiên cứu là khoảng 453 bệnh nhân được chia làm hai nhóm ngẫu nhiên tỷ lệ 2:1. Trong đó một cái nhóm dùng hóa trị với docetaxel liều 75mg trên mét vuông da 3 tuần một lần, và một nhóm dùng thuốc adagrasib liều 600mg 2 lần mỗi tuần, 2 lần mỗi ngày, và cái điều trị cho đến khi bệnh tiến triển hoặc là đồng tính không chấp nhận được. Với nhóm docetaxel sau khi mà tiến triển bệnh thì bệnh nhân có thể được chuyển sang cái nhóm dùng adagrasib. Mục đích chính, mục tiêu chính của cái nghiên cứu này cũng là đánh giá về thời gian sống thêm bệnh không tiến triển, được đánh giá bởi một cái trung tâm nghiên cứu độc lập. Thì kết quả cũng cho thấy rằng docetaxel cho thời gian sống thêm bệnh không tiến triển chỉ là 3,8 tháng, còn adagrasib thì đã kéo dài cái BFS lên tới 5,5 tháng. Với cái bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn tiến triển mà sau thất bại với cả hóa trị và những thuốc điều trị miễn dịch thì cái thời gian sống thêm với không tiến triển thường là ngắn, và cái sự cải thiện này là có ý nghĩa thống kê, và adagrasib giúp làm giảm tới 42% nguy cơ tiến triển bệnh. Về đánh giá đáp ứng khối u thì hóa trị cho cái tỷ lệ đáp ứng khối u là 9%, trong khi đó adagrasib có cái tỷ đáp ứng khối u cao hơn là 32%. Vâng, trên đây là tất cả những cái thông tin chúng tôi đưa ra trong ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe.